Sao ấy? Con mẹ hay cái thằng này. Ăn nữa. Xấu con ăn rồi. À. Đâu vừa rơi đâu à? Thôi thôi ăn cái đấy là đúng rồi. Lấy à, tính tiền quả dưa đi lấy à. Quả dưa 5.000 thôi. Đúng rồi, em tính tiền quả dưa đi. Lê, Lê em có người yêu chưa Lê? Lê. Này anh đừng có thông cảm đến người đâu, nỗi đau của người khác như thế nhở? Ôi, đang hỏi là có người yêu chưa mà đang là còn nỗi đau rồi thì chắc chắn là chia tay rồi. Dạ. Vừa mới hỏi là có người yêu chưa? Thế tóm lại câu trả lời là có hay chưa? Hay là chia tay rồi? Chia tay rồi á? Đúng rồi. Hôm nay em ngồi đây ăn hết chị ơi. Em đang gọt mời lấy em này. Lễ còn không biết quả dứa bao nhiêu tiền kia. Thế mọi khi em đi bán cái gì? Đây có phải là một chưa mày sao ấy cùng mẹ hay cái thằng này đâu vừa rơi đâu à? Thôi thôi ăn cái đấy là đúng rồi. Lấy à, tính tiền quả dưa đi lấy à. Đúng rồi, em tính tiền quả dưa đi. Đến cả anh nữa. Hôm nay bán được bao nhiêu dưa rồi? Thế bán được bao nhiêu? Bán được ăn đâu? Bán được ăn đâu? Trời ơi, mấy cái quả đấy gọt kiểu gì ấy? Anh vừa đây. Quả này ai gọt đấy? Anh vừa đây. Đâu quả này quả anh vừa rồi. Anh ghé thì kẹt túi. Chắc là đứng bên cạnh em ấy xinh quá nên là run quá. Ất hả? Cái gì á? Ơ trả luôn cho anh quả dứa nữa. Quả dứa kìa. Măn luôn đi ăn nữa. Anh không ăn được. Không, anh ở đây một mình anh sợ lê lắm. Đây là cô gái bán lê của Simacai. Lê, qua ra đây Lê. Có phim thật mà. Quả dứa đây, gọi cho anh, bán cho anh quả dứa nào. Quay cho lên YouTube nhé. Đây là một cô gái rất là xinh đẹp của chợ xinh chén. Có cho anh quả dứa? Không. Còn lúc bây giờ đấy.
Đây là một cô gái rất là xinh đẹp. Cô ấy sẽ gọt quả dứa để cho mình ăn. Chê gì? Chê được cái mặt nhưng mà có chê được cả cái thân hình bé nhỏ của em không? Chú đấy xấu quá, quay xem đây. Thì chú đấy xấu quá. Hả? Lấy gì cơ? Cái này có xong rồi. Có, lấy quả này đi. Bạn ấy tên là Lễ. Một cô gái rất là xinh đẹp ở trên Simacai. Gọt quả kia đi. Anh cứ thích làm khổ em cơ. Không biết thì anh dạy cho. Có biết gọt dứa không? Có biết ăn không? Có. Được. Quả này em mới gọt xong rồi sao anh không biết ăn? Cứ thích em gọt cơ. Em có thể quay sang đây một tí được không? Có quay người sang bên này một tí được không? Hả? Em có biết cái đứa mà người ta gọi là cô gái bán lê không? Thấy rồi. Thấy chưa? Em xem ở trên kênh nào? Facebook á. Em lên YouTube ấy, tìm nhiều lắm. Mở mắt lên tí nào. Mở cái mặt lên cho người ta nhìn tí nào. Gọt đi, cứ gọt đi, anh chỉ quay em gọt nữa. Đây, lấy chuyện với bạn này nè. Thôi anh, cứ quay đi. Lấy em gọt dứa cho bạn này mua nhá. Anh cũng mua đâu ấy. Em có mấy cái quay chết. Ơ nhưng mà anh thì biết tên em rồi, nhưng mà khán giả của anh chưa biết tên em cơ. Ơ, đại ca. Đại ca ơi. Đi cầu. Vâng, máy quay là quay. Cái gì máy quay? Cái này quay cho nó. Hôm nay em có bán hết cả cái đống dứa này không? Hả? Chưa biết được. Chưa biết được á? Được, anh ủng hộ chứ, thì anh ủng hộ anh ăn giúp chứ. Nhưng mà ngẩng mặt lên tí nào. Ok, có phải đẹp không? Anh không quan trọng cái chỗ đẹp hay không mà anh chỉ biết là anh quay em đẹp thôi. Đừng nói câu đấy nghe rất là tồi tệ. Thế bình thường một quả dứa này bao nhiêu tiền? Lấy. Cái này là chị Dương nhập về mua đúng không? Về và bán đúng không? Mua ở đâu về bán đấy? Mùng Khương á. Mùng Khương làm gì có dứa đâu. Mùng Khương. Ê, anh chỉ biết là Na Lốc có thôi chứ Mùng Khương không có. Ơ, rõ chứ ai lại bảo Mùng Khương. Thế mình nhập bên kia về một quả là bao nhiêu tiền? Thiếu quả hay là thiếu cân? Cân.
Có biết gọt dứa không đấy? Như này gọi là gọi là cô gái gọt dứa. Ngồi này, anh có đi ra đi không? Ở đây, ngồi đây. Đây, hôm nay là chợ thứ tư, rất là đông khách, kia là khách nước ngoài. Ai chỗ nhầm người ta lấy thôi. Em mình ngẩng cái mặt lên được không? Ngẩng tí thôi. Nhìn cái mặt lên cho nó đẹp thôi. Ôi, nhìn thấy kia là không biết gọt dứa thật rồi. Không biết thật à? Không biết thật. Anh tưởng là đùa. Kìa, cho anh quay quả dứa này. Nó đánh lên ngoài như thế này. Ôi, cháu có kho thế. Nó đánh ngoài như thế này đâu thế. Đúng là không biết gọt dứa thật rồi. Gọt dứa đâu phải gọt thế. Em gọt từ đầu đến cuối, tức là nó phải đều đều hết thì nó đi hết trên chỗ đấy được. Anh chỉ gọt cỏ thôi, em không biết gọt cỏ. Chào khách về đi lấy. Gọt đi. Anh mua quả đấy cơ mà. Lê, Lê em có người yêu chưa Lê? Lê. Ôi, ta hỏi là có người yêu chưa mà ta là con nỗi đau rồi thì chắc chắn là chia tay rồi. Vừa mới hỏi có người yêu chưa, thế tóm lại câu trả lời là có hay chưa, hay là chia tay rồi? Chia tay rồi. Sao nghe em chia tay người yêu mà mình vui sướng thế nhỉ? Đó. Nhưng mà để dưới đây tí anh về anh lấy nhá.